Nay mình mới qua C2 cuối một ngày luôn. Giờ sẽ khám phá chỗ này. Các bạn thấy mình đã bắt đầu khác hơn lần trước đúng không? Mình làm nhiệm vụ đảo trên trời, sau đó tới thành phố đại phun nước rồi qua C2 luôn. Mình sẽ cho các bạn một bất ngờ túi đồ mình. Không biết là cháy gì không? Cháy mới của mình đấy. Mới chay này. Cháy spider. Cháy mới. Lại thêm cái kim cương nữa. Mình đổi được. Hồi trước mình có ráng sáng được thằng kia cho. Nhưng mà thấy thằng khác kia nó đổi cháy cát. Nhưng mà nó cứ đổi cháy sáng và mình thấy tội nghiệp có đổi luôn mọi người. Ok, quay về lại quán cà phê chay mọi người. Chạy Spider không biết có đứa nào chạy. Phải ở đây có biết tiền thôi. À, có đứa chạy có hai đứa. Chạy nè bạn ơi, chạy. Nó ý chạy rồi. Thôi. Mình sẽ lấy băng ra. Ui, đu, nó chấn động. Được không? Không được trên lờ rồi. Được không? Thế nó có rồi. Ok, kim cương được không? Đồng ý đi mà, đồng ý đi. Má cho tao chấn động đi mà. Oh no. Ok. Chơi tiếp, chơi tiếp. Anh bạn, tao cho mày chứ. Ok. Mình thử cho Spider coi nó cho mình cái gì. Ui. Rồi. Mày ra quay. Mày đổi trái gì nào. Ui. Ui. Ui hết ba chị. Không mà. Không mày đâu hết cao su. Ui mọi người ơi, mọi người không biết cảm xúc rồi. Ui, không ý đồng ý. Bà nó 2 triệu. À, đồng ý, ok luôn. Chết mẹ em. Có Spider ra. Trời, trái đối trái xỉn nhất của mình luôn rồi đó. 1 triệu 7 mọi người. Ok, đồng ý trai ạ. Mày đổi ý à. Trên lệch rồi. Trên lệch 40. Oh no. Thằng này chay đi mà. Bully. Nó người nước ngoài mọi người ơi. Bully. Bully. Nè. Nó người nước ngoài mấy bạn thấy không? Tên băng nó là tên nước ngoài. Trời ơi, lại đổi cao su quá thằng này bị ngáo trời. Phải nói đổi trái này. Này chết cứt mọi người ơi. Ơi. Ai. Tay quá. Ok. Bỏ chiếc cá.